Bộ Nội vụ vừa có cuộc làm việc với các bộ, ban, ngành trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh tổ chức trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Tại cuộc làm việc, trưởng ban tôn giáo chính phủ Vũ Hoài Bắc cho biết, việc Chùa Ba Vàng mời đoàn chức sắc, chư tăng Myanmar sang Việt Nam tổ chức rước, trưng bày cho Phật tử chiêm bái vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật cùng với việc Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh nhiều lần trong năm 2023 vi phạm các quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, thông báo danh mục hoạt động tôn giáo, tham gia hoạt động tôn giáo ở nước ngoài. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động diễn ra tại Chùa Ba Vàng từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 12 đã thu hút khoảng 50.000 người tham dự, trong khi nhà chùa trước đó thông báo với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí dự kiến 20.000 đến 25.000 người. Hoạt động trưng bày vật thể được gọi là xá lợi tóc Đức Phật của Chùa Ba Vàng là hoạt động triển lãm, vi phạm Nghị định 23/2019 về hoạt động triển lãm. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, hoạt động vừa qua tại Chùa Ba Vàng không phải là hoạt động của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đơn thuần là Phật sự của Chùa Ba Vàng do Đại Đức trụ trì tổ chức. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, căn cứ theo quy định của pháp luật, hoạt động của Chùa Ba Vàng đã vi phạm Điều 43, Điều 48, Điều 50 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và pháp luật về xuất nhập cảnh, hoạt động triển lãm, quy định của nhà nước về tập trung đông người ở nơi công cộng. Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị các bộ, ban, ngành, căn cứ theo các quy định của pháp luật và hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thống nhất quan điểm cần xử lý sớm, dứt điểm, không để tạo tiền lệ. Sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 02/2024 sửa đổi, bổ sung quyết định 1623/2012 về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giá vàng trong nước ngày 5 tháng 1 không còn biến động mạnh. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, nhiều doanh nghiệp không điều chỉnh giá vàng SJC so với hôm trước, nhưng cũng có một số doanh nghiệp điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Vào khoảng 15 giờ, công ty SGC giao dịch vàng SGC ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75 triệu đồng một lượng bán ra, giữ nguyên giá so với cuối giờ chiều hôm trước. Tương tự, công ty BNG cũng báo giá vàng SGC không đổi so với hôm qua, ở mức 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 75,2 triệu đồng một lượng bán ra. Tập đoàn Doji cũng giữ giá ngày hôm trước ở mức 72 triệu đồng một lượng mua vào và 75 triệu đồng một lượng bán ra. Tuy nhiên, tiệm vàng Mi Hồng tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 72,8 triệu đồng một lượng mua vào và 74,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm tại Hà Nội, tập đoàn Phú Quý giữ nguyên chiều bán nhưng tăng 200.000 đồng chiều mua, niêm yết ở mức 72,2 triệu đồng một lượng mua vào và 74,8 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng 4 số 9 cũng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên so với hôm trước. Cụ thể, công ty BNG và SJC giữ nguyên giá vàng nhẫn 4 số 9 ở mức 62 đến 63 triệu đồng một lượng mua vào. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 5 tháng 1 giờ Việt Nam đang giao dịch ở mức 2043,48 đô la Mỹ một ounce, giảm khoảng 3 đô la Mỹ so với phiên giao dịch trước. Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết Giáp Thìn 2024 của người dân, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã quyết định tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu Sài Gòn đến Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhơn, Quảng Ngãi về Sài Gòn từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2. Đồng thời nối thêm toa vào các đoàn tàu đã mở bán vé, tổng cộng cung cấp thêm hơn 4.000 chỗ. Cụ thể, chạy thêm tàu SE32 từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội ngày 24, 25 tháng 1, tức 14, 15 tháng Chạp. Tàu SE11 từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn ngày 26, 27 tháng 1, tức 16, 17 tháng Chạp. Tàu SE25 từ Quảng Ngãi và tàu SE29 từ Quy Nhơn về ga Sài Gòn ngày 20, 21 tháng 2, tức 11, 12 tháng Giêng. Sau hơn 2 tháng mở bán vé Tết, đã bán được trên 152.000 vé. Số vé trước Tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 nhằm 22 tháng Chạp trở về trước và ngày 9 tháng 2 năm 2024 nhằm 30 tháng Chạp, còn vé đi tất cả các ga các ngày từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2024 nhằm 23 đến 28 tháng Chạp, còn ít vé. Phòng Cảnh sát Kinh tế, Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện một doanh nghiệp nghi xả nước thải ra hệ thống thoát nước mưa. Theo đó, qua kiểm tra thực tế lúc 8 giờ 50 phút ngày 4 tháng 1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, chủ đầu tư khu công nghiệp Liên Chiểu, phát hiện cống nước mưa của công ty trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ có dòng nước đục, mùi hôi chảy vào hệ thống thu gom nước mưa khu công nghiệp Liên Chiểu. Thời tiết lúc kiểm tra là không có mưa. Tại buổi làm việc trong sáng cùng ngày, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ với 3 đơn vị, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng đề nghị đơn vị này tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Liên Chiểu, thu gom và đấu nối toàn bộ nước thải vào hệ thống xử lý nước thải, tiến hành khắc phục hậu quả theo đúng quy định, không để nguồn nước thải xả ra môi trường. Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sức Trẻ có trụ sở gần nhau. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng sẽ gửi mẫu nước thải đã lấy đến đơn vị có chức năng phân tích, kiểm tra và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Ngày 5 tháng 1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Nguyễn Anh Sơn, sinh năm 1998, ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Minh Chiến, sinh năm 2001, ở xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước; Khúc Ngọc Đoàn, sinh năm 2003, ở xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; và Dương Đăng Nam Trường, sinh năm 2000, ở xã Lam Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đồng thời, quyết định truy nã Nguyễn Văn Điển, sinh năm 1995, ở xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, về các tội danh nêu trên. Trước đó, ngày 26 tháng 12 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận tin báo về vụ việc có 5 đối tượng sử dụng 4 khẩu súng và 3 con dao gây ra vụ án giết người, cướp tài sản khoảng 8 tỷ đồng và bắn một người bị thương tại một quán cà phê trên phố Thảo Nguyên thuộc khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên. Bằng nghiệp vụ, tới đêm 29 và ngày 30 tháng 12, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được Sơn, Chiến, Đoàn và Trường khi các đối tượng đang lẫn trốn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, thu giữ 4 khẩu súng quân dụng dạng côn quay bên trong lắp đầy đạn, 34 viên đạn khác và nhiều vật chứng liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai Sơn là chủ mưu, tập hợp nhóm 5 người lên kế hoạch tìm người đổi tiền để cướp. Sơn liên hệ với chị H, sinh năm 1979, ở quận Tây Hồ, Hà Nội và hẹn đến quán cà phê trong khu đô thị Ecopark gặp, đổi tiền 8 tỷ đồng. Khi đến điểm hẹn, Sơn và đồng bọn dùng súng bắn chỉ thiên, khống chế nhóm chị H để cướp túi tiền. Trong quá trình bỏ chạy, nhóm đi cùng chị H, giằng co túi tiền với Đoàn thì các đối tượng còn lại dùng súng bắn giải cứu đồng bọn rồi cùng nhau bỏ trốn. Khoảng 11 giờ 30 phút, xe container chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, xe container bất ngờ tông đuôi xe tải chở gạo chạy phía trước. Sau va chạm, hai xe này mất kiểm soát tiếp tục tông thêm 3 ô tô khác. Tại hiện trường, 5 ô tô bị móp méo nằm chiếm hết 3 làn đường cao tốc, một tài xế bị thương được đưa đến bệnh viện. Vụ tai nạn liên hoàn khiến cao tốc bị kẹt xe kéo dài hơn 5 km, nhiều tài xế phải chờ suốt 3 giờ. Các phương tiện khác chạy vào làn khẩn cấp khiến hàng chục xe cứu thương bị mắc kẹt. Lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết các phương tiện rẽ sang quốc lộ 62 để ra quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực cho cao tốc. Đến hơn 14 giờ cùng ngày, các xe bị hư hỏng đã được di dời khỏi hiện trường. Chiều ngày 5 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội quyết định chuyển vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Trường Tiền Holdings thực hiện đến Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, điều tra. Trước đó, cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án. Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào công ty trên.